Hi mọi người, hello mọi người. Hôm nay mình lại go live và go live là tương đối muộn đúng không? Bởi vì hôm nay với mình là một ngày vô cùng bận rộn, suốt từ sáng đến tối có quá nhiều lịch trình luôn. Nhưng vì mình đã quyết tâm là cần phải go live liên tục, trừ những trường hợp đặc biệt quá thì mới kia skip một ngày được. Cho nên là mình vẫn tiếp tục go live để hoàn thành cái chuỗi 21 ngày go live liên tục của mình, nói về tư duy thành công của người làm chủ. Và hôm nay thì phải nói là một ngày bùng nổ của business online của bên mình, của team mình. Và trời ơi, suốt từ sáng đến tối luôn á, và mọi người có trêu nhau rằng là trời ơi, business mà cứ phát triển này chắc mọi người quit job hết thôi, để ngồi nhắn tin để chúc mừng mọi người với những cái thành tựu ở trong team. Wow, thật là tuyệt vời đúng không? Hôm nay là theo lịch âm là ngày mùng 10 tháng 1, và theo quan niệm dân gian của người Việt Nam và một số nước châu Á thì hôm nay sẽ là ngày thần tài gõ cửa. Và mọi người có một cái niềm tin rằng là khi mà bạn tin vào ông thần tài thì ông sẽ thổi đến cho bạn những cái may mắn đúng không? Và mọi người thì hay xếp hàng đi mua vàng. Đó, có một cái phong tục, đó một cái niềm tin của rất nhiều người, và rất nhiều các cái thông tin báo chí đã nói rằng là suốt từ 4 giờ 5 giờ sáng là người dân đã xếp hàng dài hàng dặc trước cửa các tiệm vàng để mua vàng đúng không? Có thể mua nhiều hoặc ít, có thể chỉ là một chỉ hay là nửa thôi ạ, nửa chỉ thôi, nhưng mà khi mọi người mua một cái miếng vàng như vậy thì mọi người có một cái niềm tin rằng là ông thần tài sẽ thổi đến may mắn cho mình và sẽ có cả một năm rất là may mắn đúng không? Đó thì đấy là cái quan niệm dân gian mà nhiều người đã làm như vậy. Thế còn với mình thì thường thì mình không quá tin vào những cái ngày như thế này. Nhưng mà hôm nay thì cũng đọc báo chí rồi, tim của mình cũng từ sáng đến tối mọi người cũng cứ nhắc về ông thần tài. Đó, thế thì một loạt những cái tin tức tuyệt vời trong những ngày vừa qua đối với cái team business online của mình. Từ những ngày 25, 26, 27 tháng 8, gọi là 25, 26, 27 tháng 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 chạp, tức là lịch âm của năm ngoái đó, rồi sang mùng 2, mùng 3, rồi liên tục những ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 này, thì ngày nào team của mình cũng chào đón những người bạn đến từ khắp vùng miền đất nước cũng như đến từ nhiều quốc gia khác nhau join vào cái mô hình kinh doanh này, bởi vì mọi người muốn thay đổi và nghĩ là đến cái lúc cần phải thay đổi và quyết định join vào cái cộng đồng. Thế thì riêng ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 là ngày thần tài, thì lại đến giờ phút này là 9 bạn quyết định join vào cộng đồng của mình, quyết định join vào với team mình. Và trời ơi, thật không thể tin được, và mình phải nói là amazing, amazing, amazing. Lúc chiều nay thì một bạn trong team mình có nói rằng là bạn ấy áp dụng một cái cách nói rằng là nếu như là thực sự ông thần tài có thật thì ông thần tài sẽ đem đến cho con một cái tin tốt lành đi. Và thế là bạn có một cái tin tốt lành. Thế và mình cũng học theo bạn thì mình cũng vui đùa và cũng nói vui vui rằng là mình cứ nghĩ trong đầu vào rằng là ông thần tài ơi, ông thần tài mà có thật thì từ giờ lúc đi ngủ thì ông thần tài cũng giúp con có một cái tin vui trong cái business online của con nhé. Thế và bùng đến lúc tối mịt rồi, 11 giờ gì đó mình mới có thời gian để check email, đến nay mình rất là bận luôn. Thì hóa ra là có một bạn đã nhắn email cho mình và nói là chị ơi em muốn join trong cộng đồng, chị hướng dẫn em với. Thế là mình reply cho bạn ấy, thế ngay lập tức bạn join cộng đồng luôn và wow, đúng là có những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống mình không thể không tin được đúng không các bạn? Và mình luôn nghĩ rằng là nếu như mà ai đó tin vào điều kỳ diệu thì điều kỳ diệu mới xảy ra. Cũng giống như bọn trẻ con ấy, tại sao bọn trẻ con hồi nhỏ thì bố mẹ vẫn luôn dạy chúng nó rằng là luôn nói chúng nó rằng là ông già Noel là có thật, và vào đêm 24 treo tất ở đâu đấy, hay là các con viết một bức thư cho ông già Noel vào thời gian trước đó thì đến ngày đó ông sẽ đem quà đến ạ. Thế thì những cái đứa trẻ nào ấy, mà nó tin vào cái điều đó và khi điều đó xảy ra ấy, thì trước cái ngày hôm đấy chúng nó vô cùng háo hức mong muốn được nhận quà đúng không? Và cái đêm hôm đấy thậm chí chúng nó cố gắng thức thật khuya để đón ông già Noel vào để tặng quà, nhưng mà bọn trẻ con đứa nào thức khuya đâu, thế nó ngủ tít mất, thế là bố mẹ lọ mọ làm ông già Noel đặt quà đấy, và sáng sau chúng nó vô cùng vui mừng, vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì là cái điều mong muốn, cái mơ ước của chúng nó, cái bức thư của chúng nó đã được gửi tới ông già Noel và đã được thực hiện nộp, chúng nó rất happy đó. Thì khi mà cái mọi trẻ con tin vào điều đó thì cái điều đó nó sẽ càng dễ xảy ra và chúng nó càng vui mừng hơn nữa. Và khi chúng ta lớn lên thì chúng ta bắt đầu không tin vào những cái điều kỳ diệu đấy nữa, và đương nhiên là khi không tin nữa thì nó không xảy ra nữa, chúng ta chẳng được tặng quà nữa đúng không nào, làm gì có ông già Noel là tặng quà nữa đúng không? Thế cho nên là rất nhiều người thì luôn muốn là kéo dài tuổi thơ cho các con, bởi vì khi chúng nó tin vào điều kỳ diệu thì điều kỳ diệu nó sẽ càng xảy ra đúng không nào đó. Và với chúng mình là những người lớn đã, những người trưởng thành rồi, thì đôi khi có những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống xảy ra mà chúng ta không thể tin nổi tại sao lại thật xảy ra, không biết giải thích bằng cách nào luôn, và mọi người hay dùng yếu tố tâm linh. À vậy thì ở đây mình chỉ nói đơn giản đó chính là vũ trụ ạ, một cái tín hiệu cực kỳ kỳ diệu của vũ trụ, và sẽ đem đến món quà cho những người nào tin vào vũ trụ, tin vào những cái quy luật vận hành vũ trụ, tin vào cái luật hấp dẫn đúng không nào. Hello chị Hồng, em chào chị ạ. Chào Thơ, Thơ vẫn chưa ngủ cơ à, nửa đêm rồi và hôm nay vui quá đúng không? Thật là vui luôn ý, và chưa bao giờ mình trong cái trạng thái nó vui như này khi mà team mình liên tục đón nhận những cái thông tin tuyệt vời.
Thì tối hôm qua tụi mình có tham gia một cái buổi workshop rất là tuyệt vời do coach NLP Hoàng Nga hướng dẫn, và chị có nói về cái việc là neo giữ những cảm xúc tích cực đó. Và hôm nay mình cũng muốn nhân cái buổi chia sẻ cái topic ngày thứ 19 này của mình, thì mình cũng nói về một phần về cái niềm tin với cái ngày thần tài và một phần về cái việc neo giữ những cảm xúc tích cực. Tất nhiên cái buổi chia sẻ của chị Hoàng Nga thì dài hơn 3 tiếng cơ, và mình chỉ nói vắn tắt lại một chút xíu thôi là trong cuộc sống ấy, thì chúng mình luôn luôn đặt ra những cái mục tiêu cho bản thân, có thể là mục tiêu ngắn hạn tháng này năm này, hoặc mục tiêu dài hạn 5 năm 10 năm 20 30 năm, đúng không ạ? Và trong cái quá trình chúng mình thực hiện những cái mục tiêu đó thì đôi khi chúng ta bị rớt, và cái việc là rớt mục tiêu là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta có thể không đạt được mục tiêu đó, hay thậm chí chúng ta đi giữa đường và chúng ta bỏ, hoặc là vài ngày chúng ta chán, hoặc là chúng ta chỉ đạt được một phần mục tiêu thôi, thì đấy là một cái chuyện hết sức bình thường đó. Thì trong cái buổi chia sẻ của chị coach Hoàng Nga thì chị có nói rằng là khi mà mục tiêu chúng ta giống kiểu là chúng ta muốn đi lên một cái đỉnh núi nữa, thì có những bạn là muốn làm một phát chạy thẳng lên bằng hết sức lực mình có, mọi nguồn lực mình có để leo lên tận đỉnh luôn ạ. Nhưng có những bạn thì lại đi chọn đi đường vòng nhẹ nhàng với bạn, và là cuộc sống vốn là nhẹ nhàng và mình muốn là mình nhẹ nhàng thôi, yên bình nhẹ nhàng đi đến 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 đỉnh thì cũng thành công ạ. Và có những bạn thì chọn chia nhỏ zigzag đấy, tức là sẽ chia nhỏ cái mục tiêu dài thành những cái mục tiêu ngắn hơn, và chúng ta sẽ chọn lựa zigzag để chúng ta đi, đúng không? Thì cái cách đấy sẽ là cái cách thông minh hơn để chúng mình thực hiện bất cứ một cái mục tiêu nào ở trong cuộc sống của chúng ta, cũng như trong business, đặc biệt những bạn làm chủ doanh nghiệp. Khi mình đặt ra những cái mục tiêu, và thường là chúng ta sẽ đặt những mục tiêu rất là lớn và rất là xa, đúng không? Nhưng để thực hiện được thì nên chia nhỏ các mục tiêu đó và đặt theo đó những cái khoảng thời gian, và tìm kiếm những nguồn lực để support, và đặc biệt là một cái niềm tin đó. Tại sao mà cái câu chuyện về vía thần tài mình muốn đưa vào đây để muốn nói rằng là cái niềm tin nó vô cùng quan trọng. Bất cứ một khu vườn nào ở đó có hoa thơm trái ngọt thì ở đó cũng có những đám cỏ dại, đúng không? Thế thì trong tiềm thức của chúng mình, khi chúng mình định làm cái gì đó mình khao khát và mong muốn, nhưng cũng hãy cho nó những cái khoảng không để nó có thể được lách, được được chấp nhận thất bại, được chấp nhận không thành công, đúng không nào? Đó thì mình cần phải hiểu được cái quy luật như vậy, một cái quy luật, một cái khoảng vườn xanh mênh mông thì sẽ có những cái đám cỏ dại, có những đám mà đất chưa được tơi xốp, để có những đám như nọ như kia đấy, thì chúng ta phải chấp nhận điều đó các bạn nhé, chứ đừng quá cầu toàn. Bởi vì những bạn quá cầu toàn thì khi mọi sự việc nó diễn ra nó không đúng như mình mong muốn thì các bạn thường thường có cảm giác thất bại, thường có cảm giác lo lắng sợ sệt và không tin vào bản thân nữa đó. Và khi những cái cảm xúc đấy nó trỗi dậy ở trong mỗi một con người chúng ta thì nó sẽ làm cho chúng ta cái quãng đường chúng ta đi tới thành công nó khó khăn hơn, nó xa hơn, và dễ làm chúng ta bỏ cuộc, đúng không? Vậy thì chúng mình phải chấp nhận là ok, một con người thì nó sẽ có những cảm xúc lúc này lúc khác, sẽ có lúc chúng ta buồn bã, có lúc chúng ta lo sợ, vân vân, nhưng mà hãy khống chế nó chỉ ít thôi, nhỏ thôi. Và nếu như nó xuất hiện những tiếng nói nhỏ và chúng ta ngay lập tức phải dừng, được, phải stop nó lại, và chúng ta phải neo giữ được những cái cảm xúc tích cực, những cái cảm xúc về niềm tin, những cảm xúc về sự quyết tâm và sự khao khát thành công các bạn nhé. Đó, và mình vẫn hay nói với mọi người rằng là điều kỳ diệu sẽ chỉ xảy ra với những ai tin vào điều kỳ diệu, đúng không? Thế thì cái khóa học NLP về neo giữ cảm xúc vô cùng là hay, và bọn mình rất là biết ơn vì được join một cái mô hình kinh doanh như thế này, và được những cái người coach rất là tận tình, có kinh nghiệm, người ta train mình, dạy tụi mình rất nhiều điều liên quan đến cái mô hình kinh doanh, liên quan đến tư duy để giúp chúng mình thành công. Và một cái tư duy là làm một người chủ doanh nghiệp ấy, cần phải có một cái niềm tin vững chắc đó, đặt mục tiêu để chúng ta biết chia nhỏ mục tiêu ra để thực hiện dần dần, đúng không ạ? Chứ nếu như đặt mục tiêu quá lớn mà chúng ta không thể nào tiến tới cái mục tiêu lớn đó bằng việc chúng ta chia nhỏ ra thì chúng ta lại bắt đầu lại cảm giác thất vọng về bản thân, đúng không? Cảm giác là thất bại đó, và cuộc đời thì quá nhiều lần thất bại đến lúc mà chúng ta không dám bước tiếp nữa, đúng không ạ? Đó, thế thì cần phải chia nhỏ mục tiêu, chúng ta cần phải có một cái niềm tin và biết neo giữ những cảm xúc tích cực trong chúng ta đó. Có thể các bạn sẽ đi học những khóa thiền, có thể các bạn sẽ đi theo học những khóa về NLP đó. Và với mô hình kinh doanh online của tụi mình thì rất tuyệt vời là tụi mình có một cái training site, tụi mình có mentor, có coach là những người đồng hành hỗ trợ giúp đỡ tụi mình, và luôn truyền cho tụi mình những cái cảm hứng, những cái năng lượng và những cái niềm tin vào cái mô hình kinh doanh này là chúng mình sẽ làm được đó. Và ngược lại, khi chúng mình trở thành mentor, chúng mình trở thành coach thì chúng mình lại train team, chúng mình lại truyền cái cảm hứng, lại truyền cái động lực và truyền cái năng lượng đấy cho tất cả các thành viên trong team đó. Và khi chúng tôi tin vào những điều kỳ diệu thì những điều kỳ diệu xảy ra. Trong cộng đồng kinh doanh kỹ thuật số của mình thì có một cái cuốn sách mà được coi là cuốn sách gối đầu giường của tất cả những người làm chủ doanh nghiệp kỹ thuật số, đó là cuốn The Magic đó. Thì nếu như các bạn biết về cuốn này thì các bạn có thể thực hành, hoặc nếu chưa biết thì các bạn có thể ra các nhà sách Tiki hay là Pha Sa vân vân, thì rất nhiều các nhà sách có kinh doanh quyển sách đó, và thậm chí các bạn bên nước ngoài các bạn cứ vào các hiệu sách lớn, vào các cái trang web lớn thì các bạn đều có thể tìm một cuốn sách đó. Một cuốn sách tuyệt vời, nói về những cái quy luật của vũ trụ, nói về cái điều kỳ diệu, nói về cái lòng biết ơn
Đó. Và trong bất cứ một cái công việc nào, kể cả các công việc các bạn đang đi làm hàng ngày, kể cả những cái business bạn đang vận hành, rồi kể cả cuộc sống gia đình, nếu như bạn thực sự có những cái niềm tin và những điều tốt đẹp và các bạn biết neo giữ những cái cảm xúc của thành công, cảm xúc của sự hạnh phúc, cảm xúc của sự biết ơn đó, thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ thăng hoa và cái business của bạn sẽ phát triển hơn, đúng không? Nó chắc chắn sẽ khác hẳn so với những người nào, so với những người mà suốt ngày nghi ngờ, lo sợ, sợ hãi, không tin vào bản thân, không tin vào mọi người, không tin vào thế giới xung quanh, không tin vào những điều tốt đẹp. Các bạn công nhận không nào? Đó, giữa hai cái trường phái tiêu cực và tích cực, các bạn lựa chọn trường phái nào? Chắc chắn cái trường phái tiêu cực sẽ giúp các bạn đi nhanh hơn, phát triển tốt hơn, đúng không? Chứ còn nếu chúng ta lựa chọn cái trường phái tiêu cực thì chúng ta chỉ có đi xuống mà thôi, đúng không nào? Đó, cho nên là cái topic ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ về cái việc là hãy giữ vững niềm tin các bạn nhé. Một cái niềm tin nó cực kỳ quan trọng. Hãy neo những cái cảm xúc tích cực, những cảm xúc của sự thành công, của sự khát khao, của sự quyết tâm, và hãy nghĩ là đấy, đến cái ngày đấy chúng ta thành công, chúng ta sẽ trong trạng thái như nào, đúng không? Chúng ta sẽ ăn mừng ra sao, chúng ta sẽ chia sẻ như nào, chúng ta sẽ cười, chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ ôm vai bá cổ như nào với những người thân, những người đồng nghiệp, vân vân, đúng không nào? Đó, hãy giữ một cái niềm tin thật là tích cực vào những cái gì các bạn đang làm. Là một người chủ doanh nghiệp thì cần phải có những cái niềm tin như vậy các bạn nhé. Đó, thì đây là cái topic của ngày 19 ngày hôm nay, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái topic ngày mai. Tiếp theo sẽ là ngày thứ 20 ha, và mình sẽ tiến dần đến việc mình sẽ hoàn thành 21 ngày go live liên tục. Hello chị Hồng. Vâng ạ, chị Hồng cứ tin tưởng vào ông thần tài đi, tin tưởng vào những điều tốt đẹp thì chắc chắn điều tốt đẹp sẽ đến chị Hồng nhá. Thank you. Cảm ơn mọi người đã follow page của mình, đã support những cái bài go live chia sẻ của mình, và hy vọng là những cái phần mình chia sẻ sẽ ít nhiều cung cấp cho bạn thêm các kiến thức, và đặc biệt là rèn về tư duy để giúp các bạn sẽ có một cái sự nghiệp kinh doanh thành công. Và với Biz Online thì mình luôn ở đây để hướng dẫn các bạn, và email, tên và email trên website của mình là mình sẽ gửi cho các bạn các thông tin. Bye for now. Chúc các bạn ngủ ngon. Em chúc chị Hồng có một ngày tuyệt vời bên đó nhé. Bye bye.